Em chào chị Chi, rất vui cho em ngày hôm nay được tới gặp chị Chi để lắng nghe bí quyết vàng nuôi dạy con, đặc biệt cái vấn đề làm thế nào để con tập trung trong việc học tập và nâng cao kết quả học tập. Em được biết là Sumo nhà mình có thành tích học tập rất nổi bật ở trường, đặc biệt là gần đây thì con còn có một cái danh hiệu là nhà thuyết trình tiếng Anh của tuần. Không biết là trong quá trình học tập thì mẹ và con đã có những cái nỗ lực như thế nào, những cái sự cố gắng ra sao để con đạt được kết quả học tập tốt đến như vậy ạ? Trước tiên là chị rất vui khi ngày hôm nay được đón Mai tới nhà, và càng vui hơn khi có cơ hội để có thể giải bày và chia sẻ một chút ít những kinh nghiệm của mình để giúp cho các bậc phụ huynh có thể hỗ trợ con mình tự tin hơn và đạt được cái kết quả tốt hơn trong học tập. Trước đây thì bạn Sumo, em biết đấy, trẻ con thì có rất là nhiều mối quan tâm, rất là nhiều sở thích. Cái việc mà ngồi một chỗ tập trung làm một cái việc gì đó là cực kỳ không khả thi. Và cách đây độ 1-2 năm thì bạn Sumo cũng không hẳn là một bạn có kết quả học tập tốt lắm đâu. Thời gian đó thì chị cũng băn khoăn, cũng cố gắng tìm cách trò chuyện với con để nắm bắt được cái sở thích của con, mong muốn của con, cũng như biết được thực sự là con yêu thích cái môn học gì và đầu tư cho cái môn học đó. Và chị cũng có tìm hiểu rất là nhiều những cái tài liệu, rồi cũng gặp gỡ rất là nhiều những ông bố bà mẹ thông thái khác. Và cuối cùng thì gia đình của chị thì có một cái bước ngoặt khá lớn, đó là chuyển nhà. Và hai mẹ con đã cùng nhau tạo nên một cái không gian mà bạn ấy ưa thích nhất. Ở trong đó thì bạn được sáng tạo, bạn được đọc sách, rồi bạn ấy có một cái khoảng không gian riêng để tập trung học tập. Và kể từ ngày đó thì chị thấy là kết quả học tập của bạn ấy trở nên tốt hơn. Thì chị nghĩ là cái việc mà tạo ra cho con một cái không gian học tập riêng cũng rất là quan trọng. Có lẽ là bây giờ thì chị mời Mai cùng với mọi người sẽ cùng tham quan cái căn phòng màu hồng rất là xinh của bạn Sumo nhé. Ồ, em rất sẵn lòng và chắc hẳn là tất cả quý vị phụ huynh cũng đang cực kỳ là tò mò để được tham quan cái không gian học tập mà mẹ Diệp Chi đã kỳ công đầu tư cho con như thế nào. Dạ. Mình đi nhé. Vâng. Mời mẹ vào nhé. Đây, wow. Đây là cái không gian học của Sumo. Chào con. Phòng đẹp quá, một cái tông màu hồng cực kỳ là nữ tính và ngọt ngào. Đúng rồi, đúng phòng của một cô con gái. Vâng. Đây, mình lại đi xem Sumo đang làm gì nào. Cô ước gì là mình được ở trong một cái phòng như thế này mà đi học tiếp cũng được. Đây là không gian có thể nói rất là riêng tư của Sumo. Mỗi một lần mà bạn ấy có bài tập này, hay đọc sách hay vẽ tranh thì bạn ấy thường vào đây, thì em cũng thấy là đây là một cái chỗ mà bạn ấy tự sắp rất xếp nhiều đồ lưu niệm cả mọi thứ. Tranh của con vẽ đúng không cô Lý? Đấy, và đặc biệt là nhiều sách. Chị nghĩ là cái việc mà tạo cho con một cái không gian như thế này rất là quan trọng. Thế nhưng mà cũng nhiều gia đình thì cũng không có điều kiện, cho nên là mình làm thế nào mà cho con được một cái góc học tập thật là yên tĩnh. Và bố mẹ thì phải thực sự gần gũi để có thể giúp con giải đáp tất cả những cái thắc mắc cũng như là những cái vấn đề tại trường lớp. Có rất là nhiều bạn mà đôi khi học ở lớp chưa hẳn là đã hiểu bài đâu. Thế nhưng mà nếu như về nhà mà bố mẹ sát sao hỏi han và cùng con tháo gỡ ấy, thì bạn ấy sẽ tự tin hơn trong cái ngày hôm sau đến lớp. Và ngoài cái việc mà tạo một cái không gian học tập thì chị nghĩ là cái chế độ dinh dưỡng cho các bạn nhỏ cũng vô cùng quan trọng. Bạn Sumo ở đây thì các cái bữa ăn hàng ngày mặc dù rất là bận nhưng mà chị vẫn tự tay chị chuẩn bị cho bạn ấy, và chị cố gắng cân bằng rất là nhiều những cái dưỡng chất cũng như vitamin, đặc biệt là những cái thực phẩm rau xanh và dầu DHA để có thể bổ sung cho trí não của bạn ấy, rất là tốt cho cái độ tuổi mà cần phải ghi nhớ và tập trung. Và ngoài ra thì thời gian vừa rồi thì chị có được chị Thúy Hạnh và cũng như rất là nhiều các bậc phụ huynh khác giới thiệu một cái sản phẩm cực kỳ hữu ích, đó là cốm trí não G-Brain. Cái sản phẩm này thì cực kỳ dễ sử dụng, mỗi một ngày thì chỉ có 2 gói thôi, và nó là những cái gói nhỏ tiện dụng, cho nên là mình có thể cho con mang đi học này hay đi chơi, đi du lịch rất là thuận lợi. Sumo thì thấy cái vị của cái cốm này như thế nào con? Con thấy thế nào? Con thấy rất là ngon. Ngon đúng không? Và nó thì giúp Sumo làm gì nhỉ? Nó giúp con học tốt hơn. Ừ đúng rồi, tại vì đây là cái sản phẩm mà tăng cường cái khả năng ghi nhớ cho bạn ấy. Đây này, mọi người có thể thấy là cái gói nhỏ như thế này thôi mang theo trong cái ba lô của Sumo rất là tiện, và bạn ấy cũng có thể tự pha được khi mà đến trường học. Cách sử dụng thì rất là đơn giản, các bố mẹ thì chỉ cần dùng cái gói nhỏ này pha vào một chút hòa với nước. Đúng rồi, một chút nước lọc như thế này thôi. Vị của nó rất là ngon và dễ uống. Thực ra là trước khi mà chị sử dụng cho con sản phẩm gì là bao giờ chị cũng dùng trước. Ừ, và cái sản phẩm này thì khi mà chị sử dụng thì chị thấy nó rất là ngon và dễ uống. Bạn Sumo thì cứ hôm nào mà chưa uống là còn nhắc mẹ cơ. Nó như là một cái thức uống giải khát cho con vì cái vị của nó ngon đúng không con? Đúng rồi, có lần thì hai mẹ con còn cho thêm đá nữa. Uống.
màu sắc cũng bắt mắt. Và nó rất là thơm. Thực ra là cái thơm này là không phải thơm kiểu hương liệu đâu, cái thơm rất là tự nhiên. Rồi bây giờ Sumo cho cô nghe cảm nhận của con về loại cốm này xem nào. Đây là cái sản phẩm đấy. Bạn ấy rất là thích. Và thực tế là ở cái độ tuổi của Sumo ấy thì cũng hơi khó để có thể ép bạn ấy những cái thứ mà bạn ấy không hợp tác ấy. Chính xác. Ừ, cho nên là với cái sản phẩm này, thứ nhất là nó ngon, nó dễ uống, và thứ hai là khi mà hai mẹ con dùng trong một khoảng thời gian dài ấy, thì thấy được cái hiệu quả của nó. Đây là cái sản phẩm mà có cái thành phần rất là lành tính. Nó gồm có tảo spirulina nhập khẩu từ Hoa Kỳ này. Đây là một cái loại thực phẩm tự nhiên rất là tốt cho sức khỏe, và cũng là tốt cho cả sắc đẹp nữa. Chắc là nếu như mà các mẹ mà gọi là tìm hiểu nhiều thì cũng biết. Ngoài ra thì đây là sản phẩm còn chứa cái chiết xuất từ quả óc chó này, rất là giàu omega 3, còn có vitamin B1, B6, rồi bổ sung DHA và rất là nhiều những cái thành phần khác có chiết xuất từ tự nhiên để hỗ trợ cho cái trí não của con, và ngoài ra còn tăng cường cái sức đề kháng cho con nữa. Thì cái sản phẩm này thì còn có cái chứng nhận từ FDA Hoa Kỳ. Thì đây là một cái tổ chức mà có thể đảm bảo được cái mức độ lành tính cũng như an toàn của sản phẩm để mình có thể thoải mái và tự tin dùng cho con em ạ. Vâng, phải nói rằng là Sumo ạ, con thấy không, mẹ Chi đã đầu tư cho con rất là nhiều, từ là không gian phòng học này, mọi điều kiện thuận lợi, và đặc biệt là các cái sản phẩm tốt cho sức khỏe của con để con tập trung hơn trong học tập nữa. Nên là cố lên nhá. Yeah. Phải công nhận là em thấy con tập trung hơn và nhanh nhẹn hơn rất nhiều, và thể hiện đặc biệt qua cái kết quả học tập là dạng này cực kỳ nổi bật và ấn tượng nhá. Thực ra là đây là cái sản phẩm mà giúp cho bạn ấy tăng cường cái khả năng ghi nhớ và tập trung. Thì tự Sumo cũng nhận thấy cái sự tiến bộ của bản thân mình, đúng không? Vâng ạ. Sumo thì thời gian vừa rồi cũng nhận được khá là nhiều bằng khen. Ở trường của con thì không có những cái thang điểm hay là có những cái đánh giá cụ thể đâu, bởi vì các thầy cô giáo thì luôn luôn muốn khuyến khích và động viên. Thì thi thoảng thì sẽ có những cái chứng nhận này, những cái bằng khen này, thì đó cũng là gần niềm tự hào của Sumo. Và Sumo cũng thường xuyên về khoe với mẹ, và nó cũng là cái thứ gì đó để chứng minh cho cái sự cố gắng, nỗ lực của con cũng như những cái tiến bộ của con nữa, và cả sự quan tâm chăm sóc của mẹ nữa, đúng không ạ? Tất nhiên là mẹ thì lúc nào cũng đồng hành cùng con rồi. Giờ này là cái giờ mà Sumo sẽ tập trung đọc sách. Chắc là mình chỉ làm phiền bạn ấy một tẹo. Vâng. Rồi cô chúc con là chặng đường sắp tới sẽ thật là nhiều thành tích, thật là nhiều bằng khen hơn nữa, để mỗi lần cô Mai đến là chúng ta lại có chủ đề để nói tiếp nhé. Ok. Không gian nhà thực sự quá đẹp chị ạ. Không chỉ phòng của Sumo đâu mà em thấy phòng khách rồi phòng bếp rồi chỗ nào cũng đẹp luôn. Về đến nhà là con muốn xào vào bàn học và trò chuyện cùng bố với bố mẹ rồi, đúng không ạ? Cảm ơn Mai rất nhiều. Thực ra là hai mẹ con cũng khá là kỳ công, mà chị với con thì đầu tư rất là nhiều cho cái phòng học của con. Chị nghĩ là ở đây không phải là đầu tư cái đồ dùng đắt tiền đâu, mà làm thế nào mà mình tạo ra được một không gian nó đúng với sở thích của con, mà mỗi lần vào đó thì con cảm thấy thoải mái, có được cái không gian riêng mà người lớn cũng tôn trọng cái không gian đấy của trẻ nhỏ nữa. Nhân tiện ngày hôm nay cô Mai được đến chơi nhà thăm không gian học tập của Sumo và được trò chuyện với mẹ Diệp Chi về các phương pháp nuôi dạy con, thì em cũng mong muốn là được làm một vị sứ giả để truyền những cái thông điệp đến các cả bố mẹ, và chắc hẳn là bố mẹ đang rất là muốn nghe mẹ Diệp Chi tóm gọn lại một cái bí quyết vàng trong việc nuôi dạy con, để làm thế nào để chúng ta tăng cái sự tập trung của con trong việc học để con đạt được thành tích tốt. Cái này thì chắc là Chi xin được đúc kết từ chính những cái kinh nghiệm của mình với con thôi. Mình nghĩ là dù có thế nào thì bố mẹ cũng hãy cố gắng trở thành người bạn thân thiết của con. Đương nhiên là các bậc phụ huynh thì phải có một cái uy nhất định ở trong gia chính đình, cũng rồi. Kỷ luật cũng nghiêm khắc, nhưng bên cạnh đó hãy trở thành cái chỗ dựa cho con, để con có thể tin tưởng vào mình và chia sẻ mọi thứ, những cái câu chuyện ở trường lớp, những khó khăn con gặp phải trong cái quá trình học tập. Thì đấy cũng chính là cách mà Chi cùng với bạn Sumo đang đồng hành cùng nhau. Và bên cạnh đó thì Chi nghĩ là cái việc lựa chọn và tìm kiếm cho con những cái sản phẩm hỗ trợ về sức khỏe, về trí não là cực kỳ quan trọng. Ở Chi thì luôn luôn tâm niệm là ở trên thị trường thì có nhiều sản phẩm lắm, cho nên là các bậc phụ huynh phải trở thành những cái người tiêu dùng rất là thông thái để có thể lựa chọn những sản phẩm có nguồn gốc uy tín này, có những thành phần thật là lành tính và tốt cho sức khỏe của con.
Và Chi như lúc nãy còn chia sẻ trong không gian học thì mọi người cũng thấy là sản phẩm Chi Brain là một sản phẩm mà Chi cho Sumo dùng, và hai mẹ con đã nhận được những cái kết quả rất là tích cực từ sản phẩm này. Và Chi cũng hy vọng là qua cái chia sẻ ngày hôm nay thì đã có thêm một cái gợi ý để cho các bố mẹ có thể tham khảo và sử dụng cho con mình, để các bạn nhỏ có thể có được cái kết quả học tập tốt hơn và quan trọng hơn là tự tin hơn trong cuộc sống. Vâng, thú thật với mẹ Diệp Chi là lần này em gặp lại Sumo thì em thấy con phải nói là tập trung và nhanh nhẹn hơn hẳn, và thể hiện rõ qua cái thành tích học tập của con dạo này là cực kỳ đáng nể. Cô Mai cực kỳ nể cái thành tích học tập của Sumo dạo này luôn á. Thực ra thì chị thấy cái thành tích của bạn ấy vẫn còn khiêm tốn lắm. Chị nghĩ đó là một cái khích lệ cho bạn ấy thôi. Chị thì cũng không quá quan trọng về thành tích hay bằng khen đâu, nhưng cái điều cốt yếu là làm thế nào để con được phát triển đúng với khả năng của mình. Sẽ rất là buồn nếu như mà thực sự bạn ấy có khả năng, tuy nhiên là vì những cái lý do nào đó mà lại mất tập trung hay chảnh mảng hay lơ là, thì cái việc mà những cái lời động viên thúc đẩy của bố mẹ cũng như những cái sản phẩm hỗ trợ thì sẽ giúp cho bạn ấy có được cái thành tích mà tương xứng với những cái khả năng cũng như là cái nỗ lực của mình, thì chị nghĩ đó là cái điều mà các bậc phụ huynh rất là nên khuyến khích và để ý tới. Chắc chắn rồi, đó cũng là cái mong muốn của tất cả bố mẹ trong cái hành trình mà đồng hành cùng con trong học tập, đúng không chị? Giờ phút này thực sự rất là cảm ơn mẹ Diệp Chi vì đã có những chia sẻ rất là chân tình đến các quý vị phụ huynh về việc làm thế nào để tăng sự tập trung của con trong học tập để con đạt thành tích tốt. Và xin chúc mẹ Diệp Chi và bé Sumo sẽ có một hành trình đồng hành cùng nhau thật nhiều niềm vui và thật nhiều tiếng cười. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video. Các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.